đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Các bạn ơi, thì hôm nay là có rất nhiều bạn thắc mắc cái xe túi chuột đó, nó mua về thì nó sửa sang ra sao, thủy độ thế nào nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu các bạn, mình sẽ review cho bạn xem cái xe của túi chuột nha. Ok, đây nè các bạn ơi. Ủa, đó, anh Tư ơi, này xe có phát ke lỏ mà đâu có xem đâu. Ủa, xe phát ke hả? Đúng rồi. À, này lộn lộn, trời ơi, không quay lại đây chứ vậy. Đây nè, đây nè, ngồi làm gì vậy? Đem xe lại nào vậy? Rồi thì đây là cái xe của túi chuột nha các bạn. Thì túi chuột ơi, hôm nay là có rất nhiều bạn thắc mắc cái xe em độ thế nào, thì mấy cái đồ món mà em mua về em có bán chưa, thì qua đây em có giao lưu không, thì anh Tư sẽ quay rồi em có gì em trao đổi với các bạn luôn. Ok không? Ok luôn rồi. Rồi thì cái xe của túi chuột nè các bạn, có nguyên combo đó nè. Thì em hỏi là anh Tư nhớ mấy cái bánh này kia xịn sò mất tiêu trơn túi chuột. Trời, mấy bánh đó em tháo rồi, em bán kiếm lời hết anh rồi. Hồi giờ kết cục cái xe này mua chưa gửi giờ tới đâu rồi, tiền bạc lời lớn rồi tới đâu rồi? Chắc gần được nữa anh ơi, còn mấy đồ nhà linh tinh nhà em chưa dọn bán nữa anh ơi. Ủa, giờ qua đây có giao lưu không? Có nói cho bạn luôn, thứ ai muốn giao lưu rồi chia luôn, chia sẻ lại luôn. Thôi anh ơi, đây em có người đặt hết anh ơi. Vậy là cái xe này nếu mà có người đặt hết là em lời nguyên con xe này cái sườn rồi đó. Đúng rồi. Ok, rồi thì giờ em giới thiệu đi, cái xe này nào em giới thiệu đi. Đây các bạn, xe mình là đi cái sườn 22 nha. Sườn này là của cái xe bữa mình mua luôn rồi. Em tu sửa lại tại sườn này rất đẹp luôn rồi. Nhưng chỉ có mấy bị xét mấy lỗ thôi. Lâu rồi phải không? Cái sườn này cái sườn sơn su nha bạn. Sơn su nó lâu đời luôn rồi. Còn bây giờ á mình có cái mẫu sườn. Mình qua đây mình nói với bạn luôn nha, thì các bạn nào muốn mua cái sườn á, ở mình có cái sườn Sama nha. Sama là độ theo cái dáng của phà ke nè. Đó. Sườn Sama giờ mình mới ra cái mẫu mới giờ sườn Sama, thì bạn nào muốn mua alo cho mình sẽ gửi mẫu. Nếu các bạn ok mình gửi tới nhà cho bạn luôn. Rồi. Okay. Bánh thì em đi nguyên cặp bánh 5 cây đo luôn anh ơi. Đó, 5 cây đo nha các bạn. Đúng, phục đi phục ô lên. Ô lên. Dạ anh ơi, này phục phục lỏ anh ơi. Còn cái bo em đi bo mấy trăm? Bo em đi bo bao nhiêu anh ơi? 350W. Tí chuột coi, hồi bữa cái bộ bình này là nhớ không lầm là mình dẫn tí chuột đi mua cái bình này là hồi trước mình chưa bán bình nha bạn. Đi mua là cái bộ bình này là 15 AH. Đúng rồi. Mà em đi cục bo này anh Tư sợ chịu nổi á. Dư luôn anh ơi. Dư không? Dư luôn. Bo em nó trâu lắm thôi, chạy kéo hết. Có nóng không? Chứ hôm qua là pha ke nó thay cái cục bo đó, nóng quá trời nóng luôn á. Xe em chỉ có chở nặng mới nóng thôi. Ok, rồi thì nếu mà cái xe này mà em lên cái cục bo 500 hay là 800 trở lên chạy được không? Được luôn rồi. Ok. Xe chuột lên lỗ. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là đầu đèn. Đây. Đầu đèn này, đầu đèn gì ta? À, đầu đèn Reno. Đâu rồi, Reno. Reno. Đèn sáng lắm thôi nè. Đó. Quá dữ. Rồi. Trời ơi, cái này cũ kỹ vậy sao không thay, anh Tư có bán anh thay đi. Ủa đại ơi. Đi. Trời ơi, lát nữa không thay luôn anh Tư ơi. Có 130 hả? Nè, nó cũ nè, cái xe độ mình đi vậy là ta đánh giá mình dân chơi là dân độ là phải dân chơi, vô tốp luôn chơi phải không? Mà dân chơi không sợ mưa rơi, mà cái này mưa rơi ướt chắc nè, phải thay liền. Lát nữa em dọn thay hết luôn anh Tư ơi. Ok, gọi còn gì nữa không? Đây, phuộc trước đi phuộc 18. Ok, thì cái phuộc này cũng còn được, ok, hạ hết cỡ luôn rồi, còn gì nữa? Em còn khúc lên tư tại còn gắn dè nữa anh Tư ơi. Ok. Thì bây giờ là ngày nay là anh Tư thấy xe cũng còn đẹp á, nhưng mà còn thiếu cũng nhiều món nha. Thì ngày hôm nay là có làm thêm cái gì đâu, sẵn mình quay cho bạn coi luôn. Chắc thay thắng nè. Ừ. Cắt thêm mấy bình dầu rồi nữa cho đẹp anh Tư ơi. Ok. Ủa còn có bo đã Tư đã làm cái xe rồi, bình mới thì kia các kiểu ngon lành, bây giờ lại chi nữa. Em gắn thêm đồ móng vô cho đẹp anh Tư ơi. Đồ gì đâu? À. Ủa này ở đâu vậy? Thì em mua con Tư đó. À cái này mình có bán luôn nha các bạn. Thì cái này nói chung là cái bo nó sẽ gắn trang trí cho đẹp nha. Rồi. Cục nâng lên rồi. Ủa xe em vậy nâng chi nữa? Phải nâng cho hạ xuống xíu nè. À đúng rồi, xe của bo thì cái này nó còn cao nha các bạn. Xe của bo nếu mà có tiền đó các bạn. Em mua bánh trước luôn. Bánh trước là hơi bị ngon nha, nhưng mà thôi từ từ đi. Rồi em có tiền. Luôn. Ok. Thì cái bo nó đang chạy cục bo zin nha các bạn. Bo zin. Nó cũng nhỏ xíu à. Bo 350 thôi. Đúng rồi, thì nếu mà có tiền lên bo 500 là chạy ok luôn á. Đúng rồi. Rồi thì bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành đổ xe tiếp bạn xem. Thì ok các bạn, đây là cái bình dầu mình mua của anh Tư hiện. Đây là bình dầu giá 35k. Với lại một con ốc sa da nha các bạn. Để mình lấy mình gắn cái đầu cái bình dầu nha. Lát nữa mình sẽ gắn tay thắng lên xong rồi mình gắn cái bình dầu vậy nữa bạn. Đó, mình gắn bình dầu vô màu vàng là nổi xem lên liền luôn ơi. Quá đẹp luôn. Ok bạn em, mình mới hát công năng xong nha các bạn. Giờ sẽ gắn vô đây cho xe mình cao xíu đựng cho cài gầm nha. Rồi lấy tay dặn đường nó bo mềm mèo voi góc em sao lần dữ coi. Trời ơi nó lần dữ vậy, cái tay dặn ra luôn nữa. Cái xe của Cubo là nó cái dạng mà giống như người ta cấm các bạn chơi cái gấp này nó cũng vừa phải nha. Hôm nay anh Tư hỏi thiệt em nha, em đi đường có ai hỏi chưa? Chưa mà có con ai hỏi mà. What? Hỏi nói sao? Thì nói em về đội nón vô anh Tư. À nghĩa là không có nói gấp này kia em hiểu phải không? Em che lại mà. Đúng rồi, cái gấp này thì mình nghĩ không đến đội bạn ơi, nó cũng như gấp zin nè, tại nó trắng cũng à.
mà nói là dài thì nó ảnh hưởng nha, còn này gấp này chắc bình thường à. Đúng rồi, chung có chạy nhóc. Ok, ở không làm gì gắn cái này giùm cho cu bo đi, biết gắn không? Gắn này hả? Ừ. Đâu gắn sao? Thì giờ để vô dẫn ốc đó đó. Mở yên ra. Mở yên ra phải không? Vậy có ốc phá 10 á. Mở yên không? Mẹ nhì vô cơ mà. Ốc con ốc này nè kìa, con ốc này dẫn gì được rồi kìa. Trời ơi. Em phải gắn bài bản chứ chạy nữa được sức, ta lượm cái báo nhỏ nữa. Độ xe mà cái. Ui. Xe em sao mà. Ủa gì vậy? Con chim. Chim sao bay đâu đây? Chim sẻ. Chim này chắc uống sáng sớm uống cà phê nhiều quá mà nó bị sẹo. Cái xe mà em độ cho đẹp, em phải độ cho tao em đẹp rồi vài bữa người ta mới có xe chiến em chứ em cứ độ xe người ta xấu hơn không à. Em đã mua cà phượt chứ. Muốn độ cà phượt phải không? Mà cà phượt xấu á. Thì từ từ cu bo nó có tiền nó sẽ độ thêm cà phượt nha các bạn. Nói chung là cái cà phượt này nó hơi xấu. Ủa mé quả nè. Mé đâu chạy đường mà nhìn mé ra mé đường á. Đúng rồi, ghé bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, nếu bên đây chạy thì mới nhìn được. Chạy đường nào cũng nó lúa mày chứ. Không nhưng mà nó nhìn nằm bo nói đúng rồi đó, mình chạy phải nằm ở phía ngoài cái đường mới được, tao nhìn mới thấy. Đâu, còn mấy trong đường. Gắn đây nè. Đâu à. Gắn chỗ miếng này nè cho nó chạy. Được, bậy bạ không à. Ý kiến thào lao. Đó gắn vậy đúng rồi nè, đây ốc nè. Này dễ nha bạn, các bạn mua chỉ cần dở ngóc lên nè, thì chọt nó vô gắn nè. Còn bạn nào muốn thòng dài thì lấy dây rút rút cũng được luôn nữa. Nói chung là miễn nó lòi cái này ra là được rồi, kiểu mà. Rồi cái bo nó tháo thêm cái này là nó sẽ đổ thêm nha. Độ thêm nó, nói chung là nó sẽ nâng thêm chút nữa. Còn thấy chuột nãy giờ lấy quay xong chưa thấy chuột? Chưa thưa ơi, em đừng có canh trước. Gắn dầu gắn buổi trời. Ai và kia, cái xe của thấy chuột bây giờ nó chơi một cái tay thắng dầu vô nữa thì im. Ai thấy chuột ơi, bây giờ là anh Tư thấy xe bây giờ đang đẹp phải không? Chơi bộ thắng dầu thì anh Tư có bán luôn à? Mày không có tiền. Không có tiền trời ơi, dân chơi đâu có sợ mưa rơi, thì không có tiền thì từ từ tính đi. Đúng mày cho rơi với nợ. Ừ. Bây giờ cái xe mình nó các bạn cái cấp độ nào mà là mình chạy vào đường là cấp độ nấy à, như cái xe này phải không? Nó xấu vậy nhưng mà các bạn vô cái tay thắng dầu bảo đảm xe này nó lên. Nên, nhìn nó mướt mắt liền, nên, sắc mắt. Anh. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ là trước kẻ đập bên kia ra. Chỉ khỏi, phục ra. Tháo phục ra mới nâng chứ được chứ. Gõ lại đâu, gõ lại. Đấy cái một lớp á. Đó, ok. Ở giờ để chạy luôn. Để về chạy đi. Rồi gắn thử coi nó cao được nhiêu, nó cao được 5 phân không ta? Ủa gắn đây hay gắn đâu chuột? Đây hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Cao được 5 phân á. Đó, lộn. Đây nè. Vậy. Là. Nè. Tao lấy ngóc kèm vô không? Cái đó xây được mà. Dặn trước đi, dặn trước mình xây theo ý muốn mình được. Ủa, em dặn cái đó trước đi. Ờ, dặn ốc trước đi. Ôi. Ôi. Chết. Ủa, có con ốc rồi hả? Rồi con ốc kia đâu? Vậy là bây giờ con ốc dưới nữa mà. Ốc dưới nè. Cu bo là dạo này nó đam mê xe đạp điện độ nha bạn. Nói chung là mua được cái sườn này cũng người ý đấy. Sườn này là nó cũng giống như cái sườn Sama á bạn. Kiểu dáng này là độ nó lùn ngon lắm. Mà này sườn Sama mà anh thử. Ở Sama không? Ở Sama này á. Đâu có giới hiệu đâu. Đây nè. Ủa cái bình mà cái sườn đâu? Cái của nó luôn á anh ơi. Phải không? Không lẽ cái sườn này Sama luôn ta? Đúng rồi. Cái mẫu sườn này là đậu lùng lậu kê cho bạn, có nhiều bạn ở trên YouTube hỏi mình đó là cái sườn Sama đậu lùng được không? Đậu lùng lậu kê luôn á. Tùy theo chứ. Đúng rồi, tùy theo các bạn nữa, các bạn muốn đậu lùng thì nó dễ lắm. Có đồ dặn không? Đồ dặn. Ở trên đây là mình có bán cái mẫu sườn đó nha, mẫu sườn cáp luôn, các bạn nào muốn mua thì mình gửi hình cho các bạn. Bạn xem mình gửi cho bạn luôn. Đó thì cái sườn đó là mình đậu nó lùng được. Chặn như cứng nha. Có sườn cáp luôn anh Tư. Có, trời ơi. Nè, bây... số em mua sườn cáp. Không, cái sườn cáp nó rẻ lắm nhưng mà cái dàn áo thì mắc cái sườn nó rẻ hơn cái sườn Sama luôn. Rẻ như tiền ta. Có 1.1 triệu à. Trời trời. Nguyên dàn áo luôn hả? Đâu, cái sườn thôi á. Cái sườn nó rẻ hơn cái sườn người Sama. Còn dàn áo. Áo thì em mua nó hơi mắc tí. Nhưng mà được cái mình mua về mình làm theo ý muốn mình được. Thôi rồi. Còn em để gì được rồi, em đừng có dặn cứng quá, em để vô đây hồi em dặn cứng mới được. Rồi cho vô đi. Nè, anh Tư nâng cho em vô nè. Đó, cho nó vô này đi, rồi họ mới dặn cứng được. Bẻ nó ngay lại mới vô được nghe. Đó, không được, nè nè ngay lại, gõ vô. Đấy. Rồi, đó. Dặn vô cứng luôn bên đây, đây vậy là ok, nó cao được thêm 5 phân nữa đó. Này dặn vô. Nó lỏng, thật lỏng rồi này. Rồi, xấu. Coi dừng nó tuôn em coi ngóc dặn có ngay không kìa. Sai kìa. Gắn dầu với gắn đến hai cái nó đều đồ lên gắn dầu nhìn thấy khác xưa liền ta tại xấu hơn xưa.
Nhưng mà em thay tay thắng thiệt đi, thay tay thắng thì rồi gắn thay dầu vô nó mới cân xứng. Đúng rồi. Cái thắng vậy là không được rồi, xấu lắm. Xấu rồi. Ừ, tay thắng này em thay đi, tại biết sao cái thắng dầu này xấu lắm mà không phải cái thắng này nó xấu. Cái thắng dầu mới xấu vậy. Thay thắng này rồi gắn cái kia vô nó coi mới cân xứng, tự nhiên cái kia mới nhìn cái thắng này nó không có được. Ai mà để cái xe vậy được. Cái xe em đi đường là nâng cấp hay kiểu khác liền. Đúng không? Đúng rồi. Đó em nhìn thấy đi, giờ em gắn cái bình dầu vô nhìn nó kỳ lắm, không có cân xứng chút nào hết trơn. Bò đem bò lên là thấy đẹp liền. Đem ra luôn hả? Gắn thử coi được thì. Nha được, không? Thử thì phải không? Tặng luôn anh Tư. Tặng ghê. Ủa vậy cái tháng này nó cũng có dầu. Này tới tháng à, bây giờ bên tay cô. Đúng rồi, cái này nó khuyến mãi mình dầu theo mà. Còn ở đây à, bên tay à, thắng đĩa à. Rồi dầu kia đi giới thiệu. Đồ, nó lên bộ thắng này cái nhìn. Lên nào. Được á. Thôi con đi ba. Chỉ mượn coi. Coi đi. Không coi thôi chứ coi là chị không nổi. Thiệt, dân đam mê xe độ à, thấy là chịu không nổi. Pha kè cũng đang sở hữu bộ thắng dầu luôn pha kè. Mà nó khác hiệu hoặc cái giống hiệu này ta. Nhìn thấy khác khác à. Bò mà loại bự. Bự hơn phải không? Ủa này về là nhiêu cái anh Tường? 130, 370. Thì nguyên bộ combo này là 370 ngàn. Đúng không Tiên pha kè? Đúng rồi, đúng rồi. À, nó có giá rồi. Các bạn thấy không, nó xấu chốt nó xấu quá à, mình gắn vô nhìn nó không cần xứng á. Em còn đâu mua một cái bình phải sao mày có mua không, mày nói nhiều vậy vậy hai đứa chia ra đứa nữa đâu có nhiêu tiền đâu. Được. Chia ra thì được bình phải, đụng thôi. Mỗi đứa chọn bên vậy nó đỡ tiền với một mình. Mình mua hai bên thì nó đẹp, nó đều đẹp nhưng mà nó ngắn tiền thôi. Hả? Rồi chốt ngang bo từ xa tao mày hùng mua luôn à. Nhiêu tiền? Chia ra 10. Rồi như vậy là combo nó gắn được bên nha bạn. Bây giờ nó gắn được bên đó là xong nha. Ê cái nó lấy định nó đẻ không? Nó luôn. Lấy cái bình đẻ đấy bên tay này. Đúng rồi, phải tính cái vụ thắng đẻ nha. Ở bên tay phải luôn luôn à, thấy không? Đốt. Ừ. Phải tính lâu dài. Bên phải hả? Ừ. Bên chơi bên trên trước rồi. Cái này đồng dáng hả ta? Bên phải à, chơi bên thắng đẻ mà. Nếu mà tính bên phải là mình tính lâu dài nghe. Nếu mà sau này tụi em còn đi cái hướng của em là thắng đĩa là phải lấy bên phải đúng không kìa? Không lỗi rồi. Này gắn gì thắng được không? Không vô được, không vô được. Được, tại nó méo á, lên được nè, tôi đỡ cho. Đó. Em để ngay em gõ vô được đó, rồi gõ vô. Đó, ơi gõ vừa thôi, tại tại sơn đó nè. Đập độ hồi tôi không thương tiếc của như vậy. Rồi, thấy cao dữ nha cô bo. Gõ cho cài gầm thôi. Bình thường hôm nay tôi cũng đâu thấy cạ gầm, tại muốn cao thôi chứ thật sự là cạ gầm thì tôi không thấy cạ đâu. Ủa, chưa cạ lần trên trường cạ là cái chắc chở các người đó nặng dữ lắm á. Đúng rồi, cả tạ là sao chứ bình thường cái xe còn cao nhồng nữa coi nè, bây giờ nó lên cả mười mấy phân rồi à, đâu có cạ gì đâu. Để không sao bo gì lụm luôn bo lụm. Ủa cái bo tự nhiên tháo bị cậu này chứ vậy? À, ngắn qua tay hắn của tôi ơi. Thì sao không gắn đây? Tại gắn đây phải mắt người ta tao quýnh phù mỏ chứ anh Tư ơi. Ủa vậy hả? Bữa giờ có ai bị tao quýnh phù mỏ chưa? Không bị nó anh Tư ơi. Tao kêu gắn qua tay này đi. Ok. Tao gắn qua đây độc lạ quá. Ok vậy là tháo gắn đây thì anh Tư có gì đút các kiểu nè, em gắn cho nó bài bản lại đi. Mà cái bi cầu của mình bây giờ bán là nó có ốc chích này kia các kiểu đủ nha bạn. Còn cái này là nó mua cũ của người ta nó chia lại nha cho nên không có đủ phụ kiện nha. Đúng rồi. Giờ xài đỡ gì đút đi. Em đừng mua thêm mấy cái đèn gắn tiếp anh Tư ơi. Em bê nhiều đèn luôn. Ok, thì em có cái đèn mà L4 em gắn vô nữa bị đẹp đó cô Bo. Em có cái L6 đây cơ. Ừ. Gắn cái L4 vô bị ngon nha. Tại chơi cái này nè. Đèn pha dữ luôn á tư. Đúng rồi. Nói chung là bây giờ mình gắn nhiều cái đèn đó đi nó sáng thì nó đỡ cái nguy hiểm nha bạn. Nói chung là đèn không ảnh hưởng gì đâu, đừng có đá đèn ta được rồi. Đúng rồi. Như là câu sáng không? Đúng rồi, chỉ câu sáng thôi. Rồi giờ cô Bo nó sẽ chế rút bằng dây rút nha chứ bây giờ con ốc nó mất tiêu rồi. Đúng rồi. Hồi cái cầu mép vách này hôm nay có bị ăn trầu chưa? Chưa rồi, mà có tự chạy mà em biết xử lý nên không bị gì đâu rồi. Nó quen rồi phải không? Đúng rồi. Không em gịch cái đi xong rồi gịch ngang cái nữa, bảo vệ cho nó đừng có lắc cái đèn cái nữa. Cái mà dây rút nữa. Rút vô rút khác vô. Vuốt cái tay xuống, vuốt cái tay xuống. Ừ, vuốt sát xuống, đúng rồi. Rồi em cái. Không phải, cái cho nó nằm nguyên cái bự bự luôn vậy nè. Được không? Nè, nó lòn dưới đáy nè, lòn cái đáy này nè, lòn cái đáy này nè. Ừ. Đó, siết vô thẳng lên luôn rồi. Ờ dưới thẳng xíu vô cái tay thắng là đứng yên cái cây này. Phải biết làm mới được. Ôi, ôi. Ôi lại với tự.
nó lệch phải không? Đúng rồi, giờ mới cắt lại. Bẻ vào này nè. Không, giờ rút một cái nữa, cúng cái nữa lệch đây cho nó cứng lại luôn. Rồi vậy đó, đúng rồi. Rồi chúng ta quay cho nè. Rồi rút xiết cho cứng nha. Kéo tay chặn xuống. Ừ, xiết mạnh lên. Chưa cứng nó còn lỏng nữa, nó lay tới về nữa đó. Rồi, đó, nghe trừ rồi, ok luôn rồi. Đã. Thấy không? Được. Rồi nha bạn, thì ngày hôm nay Cubo nó độ thêm cái dây cả nữa bạn. Rồi độ thêm một cái cục năng nha. Rồi, gắn lại bị cầu bên phía tay phải. Chạy nó tiện hơn. Chứ hôm nay phù mỏ quá. Rồi giờ hạ thì còn cao, nó còn lùng không? Hay nó cao thêm nhiều nữa Cubo? Chắc mình nghĩ cao hơn 5-6 phân nha bạn. Cao luôn, mình đạp luôn. Rồi cao luôn xíu rồi. Đâm ngồi thử, em ngồi thử coi. Ngồi lên tư thấy liền à. Quá đã luôn. Thì cái xe của Cubo nó mới mua cái bộ bình của mình là 15H các bạn, 1.9 nha, chạy khá là lì trâu luôn, nhưng mà được một cái mà giờ tôi hỏi thiệt em nè, hồi bữa là em sạc ngày nào cũng sạc, tư thế em sạc 2-3 ngày một yếu khoái 2-3 lần một ngày luôn. Tại còn giờ là mình cũ anh ơi. Ừ, còn giờ mua cái cục bình này về thấy sao? Em sạc 3 ngày chưa sạc đó anh ơi. Yeah. Còn đúng một cục luôn. Thiệt không? Đúng rồi, hẹn bữa chạy đi học đúng một cục luôn á. Từ từ nếu ba quay clip cái. Thiệt luôn hả? Đúng rồi. Thì cái bình này mình không nói khoét nha bạn, thì bên đây em bảo hành 1 năm là bà biết rồi, chất lượng cỡ nào là bạn biết rồi, tránh hãng nha. Yamato. Đó thì bây giờ là em muốn gì nữa tư sẵn em tư làm cho em luôn. Thôi từ từ em sẽ mua cục bo anh thôi. Cục bo lên 500 phải không? Đúng rồi. Thì phát nghe nó mới thay cục bo 500, bạn nó chạy tốc độ nó nhanh hơn. Cái cục bo này thì nó chạy vẫn được các bạn, nói chung là không ảnh hưởng nha, nhưng mà có cái nó hơi nóng với lại là nó chạy chậm lắm. Còn mà cái bộ bình này theo mình nghĩ cân xứng là mình đi cục bo 500 á. Đó xe chạy zin anh thôi. Đúng rồi, chạy zin á. Zin nhiều à. Rồi. Đó như vậy mình thấy cái xe của Cubo ok rồi, bây giờ là tiếp theo là cái xe tí chuột nha. Giờ tí chuột nó đi mua cái tay thắng thường các bạn, cái tay thắng này là nhiêu tiền tí chuột? 50k nha bạn, nói chung là thắng dầu thì các bạn nào có điều kiện thì mua nha. Còn tí chuột nói chung nó cũng chưa đủ kinh phí nữa, khi nào đủ kinh phí với lại mình phải kết hợp cái hướng nha bạn, nếu mà gắn tay thắng kia phải gắn cặp thắng đĩa, bỏ thắng đĩa mới đẹp. Đúng rồi. Cho nên là tí chuột nó chưa có kinh phí, bây giờ nó gắn đỡ thắng này vô đi. À, đồ thắng đẹp vậy. Đúng rồi, cũng xài cũng được phải không? 50 ngàn. 50 ngàn. Rẻ để muốn một cái. Rồi. Một xị. Rồi giờ em gắn vô đi. Ok, giờ phải tháo ra bắt đầu gắn luôn. Vừa cái chỗ. Vô chưa? Đẹp lắm tí chuột. Chỉ cần 50k cũng đẹp bình thường tí chuột. Đẹp chứ bộ. Đẹp, đẹp quá đẹp luôn. Rồi nha bạn, thì tí chuột nó đã gắn xong cái bình dầu nha. Khá là đẹp luôn, với lại một tay thắng. Rồi nó chốt thêm một cái bao tay của mình nha bạn. Bao tay thì mình bán có 35k. 35k hả? 35k em đi em mua luôn á Phật kè. Giỡn thôi. Thì qua đây mình mong các bạn sẽ ủng hộ mạnh tay ha nha, để nói chung mình sẽ đi lấy hàng một chuyến sau mình lứt nhiều nha bạn, mình sẽ phát ke sẽ đi lại lên cái dòng sông ngoài Sài Gòn á, mình sẽ công ban ngày phát ke ơi, rồi bữa công ban đêm chán quá, bữa công đi mũi cắn quá, mũi cắn quá mấy anh em, mình sẽ ban ngày nha bạn, mình săn cá khủng ở trên sông Sài Gòn các bạn xem, khá là vừa luôn phải không? Ồ đẹp nè, chiến thiệt chứ, chiến quá chỗ. Không, cái này phải vô nhớ cái này, không vô nổi đâu. Cái phải gọt á. Cái này nè, thì sao em vô nổi tới đây là nó cứ nhắc rồi. Ờ, lấy dao gọt bớt em ơi. Rồi nha bạn, thì mình tha một lớp cái nhớt gì cho nó láng nha. Với lại Cubo nó gọt thêm nè. Giờ tới phiên mà Cubo nó đưa vô. Tại cái này nó có cái tay cầm này nó độn ra quá. Xong. Sắn dây vô đúng rồi Cubo. Đâu, hay dữ ta. Cubo thấy vậy, mình thấy hôm nay mình thấy Cubo nó nhiều cái mà người ta làm không được, làm được các bạn. Hay mình, ghê. Mình không âm. Trời, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa. Có hay không? Hay quá à. Làm thấm mỹ trơn, từ lương. Ồ, cái đó là nhớt của ai chế vô rồi. Đúng rồi, phải có nhớt chứ, không có nhớt vô không nổi đâu, thấy không? Giờ sửa đây thôi, mình chỉ cần sửa ngay là được rồi. Rồi. Đó nó đụng tại vô cái... Xong. Đúng rồi, dặn đụng lại, chìm lại dặn đụng lại là ngay à. Không, vô hết cỡ rồi, chỉ sửa nó ngay lại là được rồi. Được rồi. Quá đẹp, còn gì nữa, vậy chơi gì nữa. Cầm im tay là ok rồi. Rồi lấy dây dầu chế vô, tại bình dầu không có dầu. Chế vô rồi chạy.
đó. Rồi ok nha bạn, thì ngày nay mình thấy cái xe của tí chuột các bạn đó, nó thay cái tay thắng này, tuy nó không đắt tiền nhưng mà thấy không, nó mới gì nó đẹp. Còn bên đây là về bữa tí chuột nó có tiền nó quất cái bộ thắng dầu của mình luôn, đúng không tí chuột? Đúng rồi, gắn vỏ đẹp thắng đĩa luôn. Rồi vài bữa em có cái hướng nào nữa không tí chuột? Có luôn đây, em sẽ lên lên bóng lên bo lên bình luôn. Đúng rồi, lên bo lên bình luôn để đuôi em ra kia. Bây giờ là theo em, bây giờ em đang xài cục bo nào? Em chắc em lên 500W 2k luôn thôi. Ủa giờ đang xài 500W mà không xài đồ lên 2k? Lên 2k luôn. Damn. Ghê vậy trời, chị nổi rồi mà kia. Xe độ mà em đâu dám nói được. Ok. Thì ok nha bạn, thì ngày hôm nay là tí chuột nó đã thay một tay thắng với lại gắn cái bình dầu nha. Rồi với lại mình đã review toàn bộ xe tí chuột, hôm nay cũng gắn bóng thời gian nha. Thì nói chung là độ xe phải từ từ nha bạn, vài bữa tí chuột có tiền nó sẽ lên tiếp nữa nha. Để quay bạn xem. Với lại xe combo thì ngày nay mình thấy khá là ổn rồi đó. Rồi, thì cô Hoa không hiểu gì không Hoa? Vài bữa hướng em còn làm gì nữa thêm cô Hoa? Nói các bạn mừng đi cô Hoa. Làm bo lên thôi. Lên cô Hoa. Thay bắn nhỏ phải không? Ok. Rồi thì qua đây mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách nhấn like, nhấn đăng ký, chia sẻ nha bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì các bạn nào muốn mua những dụng cụ và phụ kiện cho anh Viện á, các bạn cứ alo cho mình nha. Còn mấy anh em sẽ có kinh phí, mấy anh em sẽ làm tiếp thật nhiều xe đổ cho bạn xem. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Bye.